Thực hiện chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện thôn 5 xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã vận động được hơn 200 hộ dân tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất phục vụ dự án. Theo đó, dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn tại thôn 5 có chiều dài gần 1.800 m2, mặt cắt ngang đường hai bên có hệ thống thoát nước rộng 7,5 m2. Nhận thức được vai trò lợi ích mà dự án mang lại, hơn 200 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã tình nguyện hiến gần 1.800 m2 đất, chủ yếu đất thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm cùng nhiều tài sản như tường bao cổng. Tiêu biểu như hộ ông Phan Văn Thức hiến hơn 60 m2, ông Dương Hữu Hưng hiến 40 m2. Dự kiến đoạn đường sẽ được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào trước dịp Tết Nguyên đán 2021.